Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta nhắm mắt cúi đầu cũng làm đầu cuối trước khi được chia sẻ này. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Giờ lúc này đây chúng con học lời của Chúa, con cầu nguyện để Chúa soi sáng với chúng con, dẫn chúng con và mặc mọi lẽ thật, ban cho chúng con lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem lời Chúa trong sách Luca đoạn 5 câu 1 đến câu 11. Chúng ta sẽ đọc câu thánh đối đáp. Tôi sẽ đọc câu lẻ, quý vị đọc câu chẵn. Chúng ta nhìn lên trên màn hình để đọc chung một bản dịch. Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lẫn nhau xung quanh Ngài đặt nghe đạo Đức Chúa Trời. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài ban sẵn thì được Simon rằng, hãy dẹp ra sâu cả bốn lưới mà đem cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon kia lờ thấy vậy, để xót mình xuống ngàn đầu gối nước Chúa Giê-xu, mà ơ rằng, Thầy Chúa, xin hạ của tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá, thường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giang con của CBD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi người sẽ lên thay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Thưa các bạn chị em, chúng ta vừa nghe một câu chuyện đánh cá của những ngư phủ và cũng là những môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu Christ. Họ đánh suốt đêm mà không được cá. Chúa Giêsu Ngài ngồi trên chiếc thuyền và Ngài bảo rằng bây giờ có thể bắt được cá, quăng ra một chút là sẽ bắt được. Rồi Peter thì trả lời là sao? Chúng tôi đánh suốt đêm rồi mà không được con nào hết. Dẫu vậy thì theo lời Thầy chúng tôi cũng sẽ làm theo. Chúng ta xem cái câu như thế này. Chúng ta cùng đọc cái câu số 5 nhé. Chúng ta cùng khởi sự. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Do vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Và kết quả là chúng ta đã biết là bắt được rất là nhiều. Theo lời Thầy thì chúng tôi thả lưới xuống. Đọc thì nó thấy bình thường, nhưng mà ở trong hoàn cảnh đó thì nó không bình thường. Vì họ là những người trải lưới, làm cái công việc này rất là nhiều năm, cả cuộc đời của họ. Cho nên cái vùng đất đó, cái vùng biển đó là họ biết hết, là biển hồ Galilee. Ngược lại Chúa Giêsu thì lại không phải là người đánh cá. Chúa Giêsu lại là một người thợ mộc. Gốc gác của Ngài là người thợ mộc. Một ông thợ mộc đi bảo với người đánh cá là nên bắt chỗ này, nên bắt chỗ kia. Nghe có vẻ vô lý mà. Nhưng mà họ biết một điều rằng là ông thợ mộc đó là quá khứ. Bây giờ ông thợ mộc đó đã bắt đầu vai trò và chức vụ của mình là Đấng Christ đi giao giảng của ông rồi. Và họ biết rằng lời của Ngài ấy là chứa đựng những cái sự thật ở trong đó. Cho nên họ tin và họ vâng lời. Ở đây nói rằng là dầu vậy theo lời Ngài thì chúng tôi thả lưới. Vâng theo lời của Chúa chúng tôi thả lưới và được. Lúc đầu thì họ không nghĩ rằng là điều đó có thể xảy ra. Rồi những người đánh lưới khác gần đấy thì chắc là cũng sẽ có thể là có những cái suy nghĩ đặt ngược lại vấn đề là làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được. Nhưng mà chúng ta biết rằng là những cái gì không thể xảy ra đối với con người thì đều có thể xảy ra đối với Chúa. Thì Chúa biết được là cái con cá nó sẽ đến lúc nào và đi lúc nào.
Có thể là lúc này thì Chúa sẽ làm cái cách nào đó mà cá từ đâu đó đến. Hoặc là Chúa không cần làm phép lạ nào, nhưng mà Chúa biết được là à, trong con mắt thuộc linh của Ngài, Ngài nhìn được là à, cái dòng nước như vậy là có cá đó đang đến. Mặc dù là suốt đêm ngày hôm qua không bắt được con nào hết. Cái kinh nghiệm của Phi-e-rơ và những người đánh cá khác, nó đúng đối với họ, nhưng mà nó lại không đúng đối với Chúa. Cái kinh nghiệm đấy nó đúng trong một trường hợp nào đó, nhưng mà không phải đúng trong tất cả các trường hợp. Cho nên con người không bao giờ là chân lý, chỉ có Chúa Giê-xu mới là chân lý này. Lời con người nói không bao giờ là chân lý, lời Chúa Giê-xu mới là chân lý. Khi mà nó đúng lúc này, không đúng lúc khác thì không phải là chân lý rồi. Đã là chân lý thì phải luôn luôn đúng. Là các môn đồ thì với cái kinh nghiệm của họ đấy, thì nó đúng trong lúc này mà lại không đúng trong lúc khác. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì biết được là lúc nào cá nó sẽ đến. Cho nên điều quan trọng nhất đối với Phi-e-rơ và các môn đồ lúc này đó là tin và làm theo. Tin và thực hành theo. Và chuyện tin, tin thì có thể là dễ hơn, nhưng mà làm theo cái niềm tin đấy thì lại khó hơn nữa. Các bạn quý vị, tin thì dễ, tin Chúa thì dễ lắm. Nhiều người nói tin Chúa được, nhưng mà sống với cái niềm tin đấy thì lại khó đấy. Gia nhập đạo thì cũng dễ thôi, nhưng mà sống với người có đạo thực sự thì là khó đấy. Nên lúc này là các môn đồ phải đối diện với cái sự thách thức. Họ không phải chỉ là dựa vào những cái kinh nghiệm của mình nữa, mà phải dựa vào những gì Chúa nói. Vì những kinh nghiệm của mình dù nó có chắc chắn đến mấy, nó vẫn là kinh nghiệm của con người. Nó không có tính toàn trì, nó không có tính toàn hảo ở trong đó. Những gì thuộc về Chúa mới có tính toàn hảo. Và đòi hỏi các môn đồ phải nghe, tin và vâng lời theo. Em vâng lời Chúa là chuyện không dễ dàng. Nhưng mà khi các môn đồ vâng lời Chúa thì họ được phước từ sự vâng lời. Vâng lời Chúa là chuyện không dễ dàng đâu. Nhưng mà vâng lời Chúa là sẽ có cái kết quả của phước hạnh của việc vâng lời Chúa. Ở đây chúng ta thấy một cái lần vâng lời này thì có lẽ là nó cũng sẽ không phải mất mát gì. Vì cứ quăng lưới xuống thì được, không được, không được thì thôi. Không mất mát gì có phải không ạ? Nó khó nhưng mà nó cũng dễ đấy. Cái kiểu vâng lời này nó dễ, không mất mát gì hết. Thì bây giờ Chúa bảo là quăng sâu trong một tí thì mình cứ quăng thôi, có mất cái gì đâu. Chỉ mất một chút sức lực quăng thôi, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng là có nhiều nhân vật, có nhiều con người vâng lời Chúa mà họ phải trả giá rất đắt. Như Abraham vâng lời Chúa là cũng phải trả giá rất đắt. Rời quê hương bà con mình, rời quê hương bà con mình, bỏ đi tất cả những cái ổn định của cuộc sống, bỏ đi tất cả những cái cơ ngơi và những cơ hội làm ăn đang phát đạt, để đi theo tiếng gọi của Chúa, để đi lang thang ở trong đồng hoang, để đến một vùng đất mà không biết mình đến đâu. Rồi khi Chúa chỉ đến vùng đất đấy thì dân đấy lại rất là gian ác và dã man. Và Chúa bảo là đây là vùng đất ta cho con và tổ phụ của con phải sống, sinh sống đấy. Phải trả giá rất nhiều. Có những sự vâng lời thì không mất mát gì hết, nhưng có những sự vâng lời phải trả giá rất nhiều. Jonah vâng lời Chúa đi đến Nineve và cũng phải trả giá rất nhiều. Khi mà ông không vâng lời thì ông phải ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà dù ông vâng lời Chúa, chúng ta thấy đó cũng là một cái hành trình rất là vất vả, vì người ngày xưa là có đi bộ với lạc đà thôi, lừa và ngựa những phương tiện chủ yếu. Nếu mà đường mà không phải là đường hoang mạc sa mạc cát thì người ta có thể đi bằng ngựa được, còn nếu không thì chủ yếu ta đi bằng phương tiện lạc đà. Rất là vất vả đi từ Israel đến lên phía bắc để giao giảng phúc âm và sự cứu rỗi. Khi mà giao giảng cho dân thành Jerusalem phải ăn năn, nhớ đâu không ăn năn thì sao? Bảo họ ăn năn thì có khi họ nói lại ông là ai mà bảo chúng tôi ăn năn. Họ giết luôn tiên tri Jonah thì sao? Nên là không phải dễ dàng một chút nào. Có sự vâng lời rất là dễ, gần như không mất mát gì. Nhưng có sự vâng lời thì mất mát rất nhiều. Chúng ta đến vâng lời Chúa đến đây nhóm,
Có thể chúng ta chỉ mất mát một chút xíu. Mất mát cái gì? Mất mát cái chăn ấm của mình thôi. Nhưng mà cũng có những người vâng lời Chúa đến nhóm mất mát rất nhiều đấy. Có khi đi nhóm đi thờ phượng Chúa, gia đình sẽ nói rằng là nếu như mà còn tiếp tục đi thờ phượng Chúa thì đi luôn đi. Mà nếu chúng ta tiếp tục sẵn sàng đi thờ phượng Chúa thì đấy cũng là sự mất mát rất lớn đấy. Điều cốt yếu của chúng ta đó là dù cho chúng ta phải trải qua bất cứ một sự khó khăn nào, Chúa luôn luôn muốn chúng ta vâng lời Ngài ở trong tất cả mọi hoàn cảnh. Trong Jeremy đoạn 42 câu số 6 là Chúa nói như sau: chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn Ngài dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời của chúng tôi để được phúc lành, phải chúng tôi sẽ vâng theo lời Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng ta xem lời trong Jeremy nói gì. Dù muốn hay là không muốn, chúng tôi cũng vâng lời. Giống như là Peter nói rằng là chúng tôi đánh cả đêm rồi đâu có được cái gì, mà bây giờ Chúa lại bảo chúng tôi lại làm thêm một mẻ lưới nữa. Jeremy nói rằng dù muốn hay dù không thì chúng tôi cũng xin vâng lời Chúa. Có nghĩa rằng là chúng ta bước đi theo Chúa, có nhiều cái Chúa bảo chúng ta làm nó ngược lại với điều chúng ta muốn. Có phải không quý vị? Chúa bảo chúng ta làm nhiều điều ngược lại với chúng ta muốn lắm. Chúa bảo chúng ta đi thờ phượng hàng tuần, chúng ta lại bảo mất thời gian. Chúa bảo chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta lại bảo ở nhà nghe giảng online cũng được. Chúa bảo chúng ta là cho đi thì chúng ta lại bảo cho đi ai sẽ cho mình. Chúa bảo chúng ta dâng hiến thì sẽ được phước, Chúa hứa như vậy, chúng ta lại bảo dâng hiến lượng cũng như thế, chẳng tăng lên đồng nào. Chúa bảo chúng ta yêu người lân cận, chúng ta bảo cái bọn xấu tính thì không rủa cho nó chết thì thôi, còn yêu nó làm cái gì. Chúa bảo chúng ta đi thờ phượng Chúa đúng giờ, chúng ta lại bảo đúng giờ bắt đầu mới dắt xe ra khỏi cửa. Chúa bảo chúng ta đặt Ngài lên trên hết mọi sự trong đời sống của chúng ta thì chúng ta bảo Chúa chưa phải là trên hết, con cái của mình mới là trên hết. Có nhiều điều Chúa bảo chúng ta làm nó ngược lại với những điều chúng ta nghĩ và điều chúng ta muốn. Jeremy đoạn 42 câu 6 nói là dù muốn hay là không muốn thì chúng tôi cũng vâng là Chúa. Có nhiều từ để mô tả về một người theo Chúa. Người đời họ gọi chúng ta là những người theo đạo. Kinh Thánh thì gọi chúng ta là con, gọi chúng ta là bầy chiên, gọi chúng ta là tôi tớ, gì nữa, gọi chúng ta là những chiến binh. Kinh Thánh dùng rất là nhiều hình ảnh khác nhau để gọi chúng ta, và mỗi một cái hình ảnh đó, mỗi một cái từ ngữ đó có một cái ý nghĩa. Khi Kinh Thánh gọi chúng ta là con thì là chúng ta thừa hưởng cái địa vị được làm con của Ngài qua Đức Chúa Giêsu. Tất cả những gì Chúa Giêsu có chúng ta sẽ có. Con thì nó là mối liên hệ giữa con với cha. Nhưng mà Kinh Thánh cũng gọi chúng ta là bầy chiên thì là phải phục ở dưới sự chăm sóc và chăn dắt của Chúa. Kinh Thánh gọi chúng ta là gì nữa? Là những chiến binh, là những chiến sĩ. Là những chiến binh chiến sĩ thì phải tuyệt đối phục tùng cái người chỉ huy của mình. Nên nhiều người nghĩ chúng ta chỉ là con thì trèo đầu trèo cổ cha của mình cũng không sao,
Nhưng mà chúng ta vừa đóng vai trò là con, lại vừa đóng vai trò là người lính, là người chiến binh. Có nghĩa là vừa vui hưởng trong tình yêu của cha và lại vừa vâng phục cha chỉ huy của mình một cách tuyệt đối. Và trong quân đội ấy, thì không có chuyện cha con gì cả. Trong quân đội thì kể cả những người thân trong gia đình mà vi phạm quân luật cũng xử như thường hết. Thế nên Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh khác nhau để nói lên cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nên chúng ta phải đặt mình ở trong nhiều cái vị trí để biết rằng chúng ta cần phải làm gì với Chúa. Trong sách Sa-mê đoạn 15 ghi lại câu chuyện của vua Saul. Trước khi đi ra trận thì Chúa nói với vua Saul là phải diệt sạch dân Amalek, không để cho vua, quân lính, bất cứ một ai hoặc một con vật nào sống. Chúa dùng tiên tri Samuel để nói rất là rõ đối với Saul là phải diệt sạch. Sau khi thắng trận trở về thì ông Saul ông mới dẫn theo vua Aga, rồi dẫn theo những con vật mà tốt nhất của xứ sở, nghe tiếng kêu be 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 của con chiên rồi các con vật khác. Ông Samuel ra gặp vua Saul và bảo: ô, cái này là thế nào? Ông Saul nói rằng, vua Saul nói: tôi để những con vật này để dâng cho Chúa. Chúa đã nói rất rõ là giết, nhưng mà khi không vâng lời rồi thì lại biết nó hộ cho cái việc không vâng lời đó là để dâng cho Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời Samuel nói. Samuel thứ nhất là 15 câu 22, chúng ta cùng nhau chung đọc câu thánh này. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn của chúa. Chúa nói gì với Saul? Đây chỉ là một sự lừa dối bản thân. Khi chúng ta đã không muốn vâng lời Chúa đó, thì chúng ta có nhiều cách để biện hộ lắm. Tôi khuyên tổng giờ nhóm tôi hay ngồi ở bên dưới, trẻ con thỉnh thoảng nó thích phải đi trở lại. Tôi hỏi đi đâu đấy? Con đi tiểu. Em đi tiểu nhanh rồi, sau này lại vào. Vừa vào một tí lại chạy ra, bảo đi đâu? Lại con đi tiểu. Hôm sau tôi đứng trước rồi tôi gặp các bạn, tôi bảo đi tiểu trước giờ, đi tiểu chưa, đi tiểu nhanh rồi vào giờ nhóm ngồi yên, đến giữa giờ lại ta, con đi đâu, con đi tiểu. Mấy khi mình đuổi theo, mình đi dần theo xong nó có đi tiểu hay không, nó đi tiểu gì, đi tiểu một vòng xung quanh cái nhà bên kia, đi tiểu từ chỗ này sang chỗ kia. Một khi ấy, mình đã không vâng lời ấy, thì mình có nhiều cái lý lẽ để biện luận cho sự không vâng lời đấy lắm. Saul khi đã không vâng lời Chúa rồi, ông lại nói rằng là giữ cái này để dâng làm của lễ cho Chúa. Nhưng mà lời Chúa nói rõ, Chúa có cần những cái của lễ đấy không? Khi đã không vâng lời thì tất cả mọi của lễ trở nên vô nghĩa hết. Khi đã không vâng lời Chúa thì tất cả mọi của lễ trở nên vô nghĩa hết. Cho nên đối với Chúa, sự vâng lời là điều quan trọng vô cùng. Đối với trẻ con cũng như vậy, trong tất cả mọi việc mà huấn luyện cho trẻ con
thì cái huấn luyện quan trọng nhất đó là huấn luyện về sự vâng lời. Nếu như phụ huynh mà không huấn luyện con được về sự vâng lời là phụ huynh đã thất bại. Vì nếu như trẻ con không biết vâng lời, đương nhiên tôi nói là vâng lời những người có thẩm quyền chứ không phải vâng lời tất cả mọi người trong xã hội. Không có chuyện là vâng lời người lớn mà là vâng lời những người có thẩm quyền. Con cái họ vâng lời phải vâng lời bố mẹ của mình. Nếu ở trong nhà con cái không biết vâng lời bố mẹ, đi ra ngoài xã hội đó sẽ là những công dân tồi tệ. Đi vào trong hội thánh chúng sẽ là những con chiên màu đen. Quý vị hiểu con chiên màu đen hay con chiên màu trắng không? Con chiên thì nó màu trắng, không có con chiên là màu đen hết. Cho nên Kinh Thánh nó nói là trắng như lông chiên ấy. Còn con chiên màu đen ấy, là con chiên lạc. Con chiên không phải là giống chiên mà nó có hình con chiên nhưng mà nó lại màu đen xì. Ý muốn nói rằng là nó lạc dòng. Trong tiếng Anh gọi là black sheep, đó là nổi tiếng. Con chiên lạc dòng. Điều rất là quan trọng đó là huấn luyện về sự vâng lời đối với con trẻ. Và khi bố mẹ thất bại trong việc huấn luyện con trẻ về sự vâng lời thì gần như tương lai của đứa trẻ đấy không còn. Dù chúng ta có đầu tư cho con của mình bao nhiêu điều tốt nhất, học trường tốt nhất, ăn uống mọi cái tốt nhất, đứa trẻ đấy cũng là đứa trẻ vô ích của xã hội thôi. Và nó càng giỏi thì có khi nó trở thành cái mối họa cho xã hội nhiều hơn. Sự vâng lời là điều quan trọng nhất đối với Chúa. Chúa nói với vua Sao-lơ là của lễ không quan trọng bằng sự vâng lời. Khi ngươi đã từ chối vâng lời thì tất cả những của lễ đấy sẽ trở thành mùi thối, thành mùi thơm đối với Chúa. Mọi của lễ không đến từ sự vâng lời thì sẽ bốc lên mùi thối. Còn của lễ mà đến từ sự vâng lời sẽ là mùi hương thơm trước Chúa. Nên khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa cùng với nhau, mà đến từ cái sự vâng lời thì đấy cũng là của lễ có mùi thơm thấu đến ngay của Chúa. Trong sách Các Vua đoạn 5 ghi lại câu chuyện về vị tổng binh tên là Naaman ở phía Bắc dân Israel. Ông bị bệnh phong cùi và ông nghe nói rằng là tiên tri Elise ở đất nước Israel có thể chữa lành cho ông được. Thế là ông đi dẫn theo quân lính và cầm theo rất là nhiều vàng bạc châu báu đến để nhờ ông ấy cầu nguyện cho. Khi gặp Elise, Elise nói với Naaman rằng là bây giờ hãy đi xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần rồi ông lên đây ông sẽ được khỏe. Ông này cũng giận dữ, ông bảo đất nước chúng tôi không có sông hay sao mà ông đến đây ông bảo tôi xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần. Quý vị biết không, tôi đã đến sông Giô-đanh rồi, nó không như gì tôi nghĩ. Sông Giô-đanh nó chỉ trong cái đoạn đầu thôi, tức là cái hồ Galilê, từ hồ Galilê nó chảy dọc xuống kết nối với biển chết. Thì cái dòng sông đấy là dòng sông Giô-đanh. Thì cái đầu nối hồ Galilê một đầu chọn đầu ấy thì nước nó rất là trong. Còn lại cái đoạn sau ấy thì nước đục lắm. Ông Na-ma nó bảo ôi sao lại bắt tôi làm việc như này, thôi bỏ ra. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là tiên tri Elise, lời nói của tiên tri Elise là đại diện cho Chúa, là Chúa. Elise là sứ giả của Chúa, là đại diện cho Chúa, mà lời nói của Elise là lời nói của Chúa. Ông đến đây xin sự chữa lành của Chúa qua tiên tri Elise. Vậy mà khi Chúa chỉ dẫn, ông lại không muốn làm theo. Thế thì ông mong sự chữa lành làm cái gì? Quý vị thấy không ạ? Đôi khi chúng ta cũng như thế.
Đôi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta muốn phước từ nơi Chúa, nhưng mà chúng ta muốn Chúa ban phước theo kiểu của mình. Chúa muốn chúng ta được phước theo cách của Chúa, chứ không phải là cách của mình. Thi Thiên, lời Chúa nói thật tốt đẹp thay khi anh em ăn ở hòa thuận nhau, ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên dầu chảy xuống dâu, chảy đến chỗ nào cũng được. Phước hạnh của Chúa đến như thế nào và đến khi nào? Khi anh em ăn ở hòa thuận với nhau. Khi chúng ta ở hòa thuận với nhau thì phước hạnh sẽ chảy xuống. Và chảy ra từ đâu? Chảy từ đầu của Aaron, chảy đến râu, đến chỗ áo của người. Nhưng chúng ta lại muốn giàu để chảy ngược. Em muốn nói là gì? Phước hạnh của Chúa chảy từ trên chảy xuống. Nên chúng ta muốn tìm sự sức giàu, tìm phước hạnh từ nơi Chúa, và ở theo đúng trật tự mà Đức Chúa Trời ngài thiết lập. Na-man muốn được chữa lành, muốn được phước, nhưng mà lại không theo cách của Chúa, lại muốn theo cách của mình. Để chúng ta xem kết quả này. Câu số 13. Tôi tớ của người đến gần mà thưa rằng: Cha ơi, gọi em không phải gọi là chủ nữa mà gọi là cha. Nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao phương chi, bảo người rằng hãy tắm thì được sạch. Tắm mà được sạch là việc dễ, đâu có gì đâu. Mà tại sao không làm? Đơn giản là cái tôi cá nhân của mình cao quá. Tôi là tổng binh của đạo quân Syria này, mà lại đi xuống tắm dưới sông Giô Đanh của người Israel. Cái việc tắm dưới sông Giô Đanh nó có ý nghĩa nhé quý vị nhé. Dòng sông Giô Đanh ấy là biểu tượng của đất nước Israel ấy. Nó là niềm tự hào và nó là nguồn sự sống để nuôi đất nước Israel. Cho nên khi mà tắm cái sông Giô-đanh ấy, trong ý nghĩa thuộc linh là ông hòa mình với Israel ấy. Ông hòa mình, ông trở thành một phần của Israel ấy. Thường chúng ta không làm gì, cái tôi cá nhân của mình lớn quá. Nếu không theo cách của tôi thì tôi sẽ không theo. Rồi chúng ta xem tiếp câu số 14. Sau một thời gian, sau khi nghe được phân sự cái kết quả là ông này cũng xuống sông. Câu 14, người bèn xuống sông Giô Đanh tắm mình 7 lần. Sau đó thì sao, kết quả là gì? Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít. Giống như thịt của một đứa con nít, da rẻ mịn màng. Có phải nước sông Giô Đanh mới làm cho ông có được lành không? Sự vâng lời khiến cho sự chữa lành xảy đến. Sự vâng lời khiến cho sự chữa lành xảy đến, chứ không phải nước sông. Nước sông nó không có phép lạ. Ở đây chúng ta, trong chức vụ của tôi trước kia, tôi kinh nghiệm có 2 trường hợp bị viêm da cơ địa. Sau khi làm lễ bắt tem bằng nước xong được chữa lành luôn. Thì có phải nước mới được chữa lành cho người ta không? Không phải nước chữa lành. Vâng lời Chúa, nhận thánh lễ bắt tem thì được chữa lành. Không phải nước sông Giô Đanh đem lại sự chữa lành, mà vâng lời Chúa đem lại sự chữa lành. Vâng lời Chúa là bí quyết để chúng ta được phước. Ngày trước có một số người hay có cái tư tưởng như này: hội thánh tôi mới được phước, hội thánh anh không được phước. Cho nên anh muốn được phước, anh phải sang hội thánh tôi mới được phước. Chỗ nào kinh thánh dạy như vậy? Chỗ nào kinh thánh dạy là hội thánh tôi mới được phước, còn hội thánh anh không được phước? Kinh thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ được phước. Amen.
khi chúng ta vâng lời Chúa, dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều được phước từ Đức Giê-hô-va. Giê-rê-mi đoạn 42 câu 6 nhớ câu kinh thánh này: dù muốn hay không muốn thì chúng tôi cũng xin. Vâng, là Chúa bảo chúng ta nhiều điều mà khó lắm đấy quý vị ạ. Chúa sẽ bảo chúng ta làm nhiều điều ngược lại với điều chúng ta mong đợi. Trong công vụ đoạn 13 câu số 22 chúng ta cùng xem. Đoạn Đức Chúa Trời bỏ vua đó, tức là vua Saul, và lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng ta đã tìm thấy David là con của Giê-se, người sao? Vừa lòng ta ở chỗ nào? Vừa lòng ta không phải vì đến hội thánh hát to. Không phải. Vừa lòng ta không phải là tham gia những hoạt động tôn giáo. Vừa lòng ta vì sao? Không phải là vì người chỉ nghe theo lúc nào mà người thấy thích. Người như thế không thể là người đẹp lòng Chúa. Người đẹp lòng Chúa là người tuân theo mọi ý chỉ của ta. Kinh Thánh nói như vậy. Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel, thuộc về chi phái Benjamin. Đúng ra thì người kế tiếp kế vị ngôi vua phải là con trai của Saul và cũng thuộc về chi phái Benjamin. Nhưng Chúa nhổ cả cây lẫn gốc lẫn rễ luôn. Không những con trai của vua Saul không được làm vua, mà không một ai trong dòng họ Benjamin được làm vua từ kẻ đó trở mà đi. Lập luôn một dòng họ mới lên làm vua, đó dòng họ Giu-đa. Bởi vì vị vua đầu tiên đã không vâng lời Chúa. David được gọi là người theo lòng của Đức Chúa Trời vì ông vâng theo mọi ý chỉ của Chúa. Cho nên quý vị, đó là yêu Chúa đấy. Nếu mà yêu Chúa mà không vâng lời Chúa thì là yêu giả. Ai nói yêu Chúa mà không vâng lời Chúa, đó là tình yêu giả tạo. Nên tôi là mục sư thì có nhiều người hay hỏi tôi để xem tin tức người này kia, ông A, ông B kia là người thế nào. Khi người ta muốn làm ăn gì đó, người ta cũng hỏi mục sư cho hỏi tôi hỏi là cái người kia nào có đáng tin cậy hay không. Theo quý vị tôi nên trả lời có hay không? Tôi mà trả lời là đáng tin cậy thì đôi khi tôi nói dối, mà tôi trả lời không tin cậy thì cái người kia sẽ nói lại: ờ, mục sư bảo là cô không đáng tin cậy đấy. Đừng hỏi mục sư những câu hỏi khó như thế. Vì mục sư ở hội thánh lâu nhất, mục sư biết tất cả mọi người trong hội thánh mà. Một người yêu Chúa thực sự ấy, nó phải trải qua thử thách. Yêu Chúa thực sự mà nó chưa trải qua thử thách thì chưa nói gì đâu. Anh gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, anh có còn yêu Chúa như bây giờ? Anh gặp nhiều cái điều trở ngại, anh có còn vui mừng hớn hở khi đến nhà Chúa thờ phượng Chúa này không? Lúc anh thiếu thốn anh có còn dâng hiến nữa hay không? Anh dư dật anh dâng hiến nên cảm thấy bình thường. Lúc anh thiếu thốn anh có còn dâng hiến trung tín dâng hiến nữa hay không? Đấy, yêu Chúa là cái đó ấy. Thế còn đến hội thánh hát 2-3 bài rồi vui mừng hớn hở gặp nhau chưa đủ nữa, điều gì hết. Cái người yêu Chúa là người như thế, làm theo mọi ý chỉ chứ không phải một vài ý chỉ của Chúa. Chúng ta thì chọn lựa những điều nào phù hợp với mình thì mình làm theo, còn điều gì không phù hợp thì thôi. Giăng đoạn 14 câu 23 đến câu 24 chúng ta cùng xem lời Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu các ngươi yêu mến ta thì vâng giữ các lời ta. Cha ta đã yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Con kẻ nào chẳng yêu mến ta thì cũng không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi Cha đứng sai đấy. Chúa Giêsu đồng hóa việc yêu mến với việc vâng lời.
Nếu mà yêu Chúa mà không vâng lời Chúa thì là yêu kiểu gì? Mà vâng lời thì nó phải trải qua thử thách, nó phải trải qua thời gian. Anh mọi cái êm xuôi anh vâng lời rất dễ, theo ý mình thì vâng lời rất dễ, nhưng mà khi ngược lại ý mình xem anh có vâng lời không? Khi mọi cái không thuận theo ý mình thì lúc đấy chị biết là vâng lời hay không vâng lời. Chúa Giêsu nói ai yêu mến ta thì phải vâng giữ lời ta. Cảm ơn Chúa. Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 4 câu 5 chúng ta xem câu nhắn nhắn. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không vâng giữ điều răn Ngài là kẻ nói dối, lẽ thật không ở trong người đó. Nhưng ai giữ lời phán của Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn cho người ấy, bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Chúng ta tự đánh giá xem là mình có yêu Chúa hay không. Yêu Chúa hay không là mình xem là mình có vâng lời Chúa dạy hay không. Thế là ai mà không vâng giữ lời răn dạy của Chúa thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời không thể ở trong người đó được. Vì lòng yêu mến nó thuộc về cảm xúc, chứ lòng yêu mến đấy nó không thể hiện ở hành động, thì cái lòng yêu mến đấy không dẫn đến điều gì đấy. Chúa Giêsu không tách biệt lòng yêu mến với sự vâng lời. Khi đến hội thánh thấy nhiều người này thấy người kia với yêu mến Chúa khao khát, Chúa kêu gào, Chúa ơi, không có Chúa con chết, không có Chúa con được để sống lực, tưởng yêu mến Chúa. Thế chưa đủ nên ta yêu mến Chúa đâu. Yêu mến Chúa là bị thử thách thử xem, bị khó khăn bắt bớ thử xem còn yêu Chúa nữa không. Mất hết tất cả tài sản của cải vật chất giống như Gióp đi, mất tất cả con cái đi, xem lúc đấy còn mở miệng ra để ca ngợi Chúa không, lúc đấy mới biết được là yêu Chúa hay không yêu Chúa. Thế còn mọi cái thuận lợi thì yêu Chúa dễ lắm. Lúc mà hội thánh vui vẻ thuận lợi mọi cái thì không sao, nhưng mà lúc mà hội thánh con ăn đẻ thì biết ngay ai trung thành ai không trung thành, biết ai bè phái hay không bè phái biết ngay. Cái lúc mà Chúa cho phép những cái khó khăn xảy đến, những cái nan đề nó xảy đến hội thánh, lúc đấy biết được người nào trung thành không trung thành. Mọi cái nó phải trải qua thực tế và trải nghiệm. Anh chị em ơi, yêu Chúa Giêsu là phải trải qua những cái thực nghiệm của đời sống trả giá cho ta. Mà khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta được phước hạnh của sự vâng lời. Amen. Khi Gióp vâng lời Chúa, tin tính, giữ sự tin tính, thì Chúa lấy đi mà Chúa lại ban lại gấp đôi. Và muôn đời sau người ta nhắc đến Gióp, đến tận bây giờ chúng ta sống như bây giờ. Gióp là một trong những người được sống gọi là sống trong thế giới cổ đại. Mà chúng ta đến bây giờ thế giới hiện đại vẫn còn nhắc đến tên Gióp, muôn đời nhắc đến tên Gióp. Abraham vâng lời Chúa rời bỏ quê hương và bà con của mình, mất đi sự ổn định về công việc, về nghề nghiệp, về cơ hội. Nhưng Abraham lại được lại đứa con và được cả một dân tộc, lại trở thành tổ phụ của cả dân Israel, và trở thành tổ phụ của Chúa Giêsu nữa. Mất đi một cái nhỏ nhưng lại được rất là nhiều cái lớn. Dành sự vâng lời luôn luôn dẫn đến phước hạnh. Phi-e-rơ mất một cái công nhỏ thôi là quăng cái lưới xuống, nhưng mà được cái mẻ cá rất lớn. Vâng lời Chúa luôn luôn dẫn đến phước hạnh. Phục truyền 28 câu 13 câu 14. Nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ và làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào hết, chứ không phải là chỉ giữ một số điều thôi nhé, đây là không lìa bỏ một lời nào hết, tức là giữ một cách trọn vẹn. Đây mới là điểm chú ý mà tôi nói với anh chị em đây này. Vì chúng ta thường chỉ vâng lời Chúa một số điều thôi,
Đấy, chúng bảo nếu các ngươi không lìa bỏ một lần nào mà, cho nên ngày nay mà xây qua bên hữu hay bên tả đặt đi hầu thiệt các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, ở chân cao chứ không phải ở dưới thấp. Alleluia, tuyệt vời. Chúng ta nghe về sau rất thích. Mục sư hàng tuần vẫn cầu nguyện lại Chúa cho chúng con đằng đầu không phải đằng đuôi, ở chân cao ở dưới thấp. Về sau thì bỏ, về trước thì bỏ. Về sau thì xin nhận, về trước thì bỏ. Nhưng mà vế trước là cái đầu tàu, vế sau là cái toa tàu. Nếu mà cắt cái đầu tàu đi thì ta không chạy được. Nếu mà không vâng theo mọi lời phán dạy của Chúa thì công ơn thánh này đổi ngược lại hộ thôi. Các con sẽ ở đằng đuôi chứ không phải đằng đầu, và các con ở dưới thấp chứ không phải ở trên cao. Cuộc đời của một người mà đi theo Chúa, vâng theo lời Chúa, thì đi từ thấp đến cao, và đi từ sự rủa xả đến phước hạnh. Vâng lời Chúa là điều rất là quan trọng. Tôi nói rằng là theo Chúa chưa đủ đâu. Theo Chúa có thể chúng ta chỉ được lên thiên đàng thôi, nhưng mà cuộc đời của chúng ta cũng chưa chắc chắn nhận phước hạnh đâu. Muốn nhận được phước hạnh là có điều kiện của quý vị. Để được lên thiên đàng đơn giản lắm, ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giêsu là được lên thiên đàng. Đó là quà tặng miễn phí, không có điều kiện, quà tặng miễn phí. Đây một người chỉ cần ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giêsu là được lên thiên đàng rồi. Nhưng mà được phước hạnh thì là có điều kiện. Điều kiện đó là vâng lời. Không vâng lời Chúa không được phước hạnh. Amen. Có cái bài hát là tin cậy vâng lời. Nào nhờ phước gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Để bài hát đây được học từ ngày mới tin Chúa. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Dịch từ tiếng Anh trust and obey, hai động từ trust and obey, tin cậy và vâng lời. Abraham vâng lời Chúa, dẫn con mình đến đỉnh núi Moria để dâng con mình làm của lễ yêu, sẵn sàng để cho con mình chết. Phần thưởng ông nhận được đó là con chiên khác thay thế cho Isaac, và từ đỉnh núi Moria đấy mai sau lại xây một đền thờ Jerusalem ở ngay chính trong đỉnh núi đấy. Mọi sự vâng lời đều dẫn đến phước hạnh. Vâng lời Chúa, và chúng ta nhớ vâng theo mọi lời Chúa phán chứ không phải một vài lời Chúa phán. Mọi lời Chúa phán, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải đọc Kinh Thánh và tra cứu Kinh Thánh để xem là mình còn có lời nào mình sót, mình chưa vâng lời theo hay không. Phải đọc Kinh Thánh để xem là lời nào mà mình chưa vâng lời theo hay không. Đó, cũng phải đi nghe mục sư giảng để xem là có cái lời nào mục sư giảng mà mình chưa làm theo hay không. Thế phải đến nghe mục sư giảng xem là mục sư giảng có nói bánh ngọng hay không, mục sư giảng có nói níu hay không, mục sư giảng có nói gì sai hay không. Nghe để cho mình xem là mình học được cái gì, để mình áp dụng cái gì cho cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa, chúng ta được phước nhờ sự vâng lời. Amen. Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này, chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện. Chúng ta đọc Jeremy 42 câu 6. Tất cả chúng ta đều đồng thanh, à, chúng ta cùng khởi sự. Chúng tôi đã chờ đợi ngày, dù lớn dù không,
chúng tôi xin vâng lời Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi, để được phục hành. Phải, chúng tôi sẽ vâng theo lời Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng ta đọc lại dùm tôi cái câu này. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa. Chúng ta đọc 3 lần đồng thanh, chúng ta cùng khởi sự. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa. Amen. Chúng ta để thời gian cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.